Đây là khoảng không gian chung thông giữa block A và block B của tòa căn hộ FPT Plaza 1. Không gian rất là rộng, gió mát. Từ sảnh không gian chung này nhìn về phía đường Võ Chí Công, chúng ta sẽ thấy được tòa FPT Complex, trường cấp 1, cấp 2 FPT School. Xa xa là cầu Bãi Dài và khu vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á, khu Phú Bài. Tòa nhà có mấy ngói đỏ là Resort Sheraton, nơi tổ chức Hội nghị APEC 2017 tại Việt Nam. View nhìn rất là đẹp, gió mát. Khoảng thông tầng không gian chung này tương ứng với lại khoảng tầm cỡ 2 căn hộ. Chủ đầu tư đã bỏ 2 căn hộ để mà dành cho khoảng không gian chung giữa 2 block A và B.